Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lại lên vài cây mỏ lết răng 450mm của hãng MCC Nhật Bản. Mình có được 4 cây nha. Nó chiều dài của nó là 450mm và độ mở tối đa của nó là 70. Đó, độ mở tối đa là 70. Anh em có thể kẹp ống 60-65 gì vô tư. Nó dài 450mm và mình bán với giá là 500.000 cộng ship một cây. Cây nào cũng dài 1, 2, 3, 4. Anh em đặt hàng thì cứ gọi cho mình số thứ tự con nào đó thì lựa. Những cái con này thì răng còn đều rất là đẹp, rất là đều. Và lò xo của nó cũng rất là ngon đó. Mình đã tiến lựa, chỉ có 4 cây thôi đó, về 7-8 cây mình tiến lựa 4 cây. Lò xo của nó cũng rất là ngon, lò xo ngon, êm ái, nhẹ nhàng. Mình đã vệ sinh sạch sẽ hết cho anh em rồi. Đó, mình chỉ có 4 cây thôi. Chiều dài là 450mm và giá là 500.000 cộng ship một cây. Cây nào cũng vậy. Răng còn rất là đều, rất là ngon. Cái này mình đã tuyển lửa rồi nha. Mình có ship code toàn quốc. Anh em đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình đã ở dưới phần mô tả. Đó, 450mm, giá là 500.000 cộng ship một cây. Đó, mình có 4 cây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.